combo đầy đủ tiện nghi và an toàn cho chiếc xe VinFast VF5. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới đó là cái ánh sáng của nó, đúng không các bác? Ánh sáng đèn cũ của nó rất là tối, và qua bên em đã được nâng cấp lên cái bộ X-Line V20 ánh sáng như thế này rồi các bác ạ. Đây là mặt các ánh sáng côn nha các bác nhá. Pha đây. Đây là về cái phần tầm quan sát khi mà các bác di chuyển vào buổi tối. Đấy, còn về giải trí sao? Đây, các bác có thể vào trong xe. Về hệ thống giải trí thì mình sẽ có một bộ Android Book dành riêng cho xe điện. Đây. Bác chủ đã nâng cấp lên bộ Calling Kit này dành riêng cho xe điện nhá các bác nhá. Và ở đây mình sẽ có cái màn này, nó là thành cái màn Android luôn rồi. Đấy, mình có thể có bản đồ dẫn đường này, có YouTube. Đấy, nghe nhạc các thứ đầy đủ ở khu vực này luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra để đảm bảo an toàn ghi lại hành trình khi mà mình di chuyển, các bác lắp cho em cái bộ cam hành trình đây. Các bác có lắp một chiếc M300. Đấy, 70 mai M300 các bác nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ với combo 3 thứ như này thì các bác đã có đầy đủ tính năng giải trí, có đảm bảo an toàn khi di chuyển và có ghi lại những cái video khi mà mình di chuyển, có vấn đề gì xảy ra mình có thể check lại được. Các bác nào mà cần tư vấn cho xe của mình thì sản phẩm gì, các bác có thể để lại comment hoặc qua Akala trực tiếp các bác nhé.